Tuấn Trần, Phương Anh Đào, cặp đôi được cả đồng nghiệp lẫn fan đẩy thuyền nhiệt tình. Đôi trẻ mới chỉ gọi điện cho nhau thôi mà các chị em đã quán quéo. Bằng tuổi nhưng xưng anh em ngọt sớt. Tuấn ơi, em tên em gọi từ một chương trình đến cho anh này, anh có đang rảnh nghe không? Alo. Phim mới của Tuấn Trần không có lớp like. Phải chỉnh lại, không được lớp like gì hết trơn. Đúng rồi. Một đích kịch bản tôi không biết gì. Và đây là lý do thay đổi rồi nha. Đâu có, là tại vì qua 30 rồi thì anh bắt đầu đầm là tính lại. Không có, từ cái đêm thứ 9 thôi. Và ta sẽ đứng nơi đây dẫu cho đôi chân xa rời. Từ sau dự án hợp tác chung trong phim Mai của Trấn Thành, mối quan hệ của Phương Anh Đào và Tuấn Trần ngày càng khiến công chúng nửa hoài nghi, nửa khẳng định chắc địch rằng đôi trẻ đã phim là giả, tình là thật bởi hàng loạt những khoảnh khắc ngọt lịm khi đồng hành cùng nhau. Hình như là anh chị yêu nhau đồng nghiệp ai cũng biết, duy chỉ có fan là chưa có được nghe tin chính thức thôi thì phải. Vậy nên các đồng chí chung tiểu đội với Phương Anh Đào cứ phải gọi là tung hin tung sùm. Không đồn yêu nhau thì cũng phí, cả hai liên tục được bắt gặp có những hành động thân thiết trên mức tình bạn, tình đồng nghiệp mỗi lần xuất hiện cùng với nhau. Đôi trẻ này còn được bắt gặp là có nhiều chuyến du lịch đánh lẻ đi riêng với nhau. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần là đằng khác. Đăng hình cũng gọi là cố gắng né để đỡ bị đồn, nhưng mà fan lại bảo chẳng khác gì ngầm công khai. Một điểm đáng nghi nữa chính là cách xưng hô của đôi trẻ này. Phim thì trôi qua cũng lâu rồi mà có vẻ như Mai với Sâu vẫn còn lậm vai diễn lắm nên cứ gọi nhau là anh, em ngọt sớt thôi. Mấy ai mà biết là cả hai bằng tuổi nhau đâu cơ chứ. Đã vậy, Phương Anh Đào còn rất ra dáng là nóc nhà quyền lực với câu nói ngầu đét. Nói với chồng em tương lai em vậy đó. Đừng có giỡn chị nha, chị dù gì cũng là công nhân tập huấn trong vòng 7 ngày. Hiện tại, cả Tuấn Trần và Phương Anh Đào đều rất kín tiếng trong đời tư và tập trung cho các dự án hoạt động cá nhân. Dẫu vậy thì ai cũng cảm nhận được rằng, từ sau khi nên duyên trong phim, cả hai đã có nhiều sự thay đổi đáng kể. Đàn gái thì ngày càng xinh đẹp, dịu hiền, gương mặt toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc. Đàn trai thì dù có làm chồng người ta trong dự án điện ảnh mới thì vẫn rất chi là giữ khoảng cách với bạn diễn nữ. Đúng là càng so sánh thì càng thấy được Phương Anh Đào đích thị là ngoại lệ của Tuấn Trần mà. Làm gì có ai mà được ảnh ôm eo, được ảnh nâng khăn sửa túi, cầm zoom điện thoại, khăn giấy ở chốn đông người như Phương Anh Đào. Chuẩn thanh niên đội vợ lên đầu đây chứ đâu. Biết anh chị ngại mà fan thì đam mê chọc ghẹo vô cùng, sơ hở là dí mãi. Fan thì dí mà ảnh thì ra sức chối, nhưng mà cái chối của ảnh là có từ chối nhưng không đáng kể. Một đích kịch bản tôi không biết gì. Thuyền này mà cập bến thì phải nói là showbiz Việt được fan rộn ràng như chảy hội thật sự. Trai tài, gái sắc mà đã đứng cạnh nhau thì chỉ có thể là gấp đôi vi rùa, gấp đôi sự ngọt ngào mà thôi.